áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức. Mời các em đến với phần sách học sinh tiếng Việt 3 tập 1, bài 18, món quà đặc biệt. Cả chiều, hai chị em hì hụi chuẩn bị quà sinh nhật cho bố. Tấm thiệp đặc biệt được chị nắn nót viết. Bố tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu ăn không ngon, yêu mẹ. Ngắm nghía tấm thiệp, em băn khoăn. Có khi chỉ viết điều tốt thôi, chị xóa dòng nấu ăn không ngon đi chị. Ừ, em thấy viết thế có ít quá không? À, bố rất đẹp trai nữa à. Chị cắm cúi viết thêm vào tấm thiệp. Quà bí mật tặng bố đã xong. Bố đang ngồi trước máy tính, mặt đăm chiêu. Bố ơi! Bố nhìn hai chị em. Hai chị em sao thế? Chúng con chúc mừng sinh nhật bố. Hai chị em hồi hộp nhìn bố. Bố ngạc nhiên mở quà, đọc chăm chú. Rồi bố cười giòn giã. Ngạc nhiên chưa? Hai chị em tặng bố. Còn tiết lộ bí mật, bố nấu ăn không ngon nữa. Chị nhìn em nhìn chị, cả hai nhìn tấm thiệp. Thôi, quên xóa dòng nấu ăn không ngon rồi. Mắt chị rơm rớm, nhưng bố đã choàng tay ôm hai chị em vào lòng. Cảm ơn hai con, đây là món quà đặc biệt nhất bố được nhận đấy. Bố muốn thêm một ý nữa là bố rất yêu các con. Ừ nhỉ, sao cả hai chị em đều quên? Ba bố con cửa vang cả nhà. Thông điệp. Như vậy, cô vừa kết thúc bài 18, món quà đặc biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.